trương phòng khám Quầy thuốc Mạnh Lâm, địa chỉ tại khu công nghiệp Định Liên, Yên Định, Thanh Hóa, đối diện công ty giày da Alina Việt Nam. Nhân dịp khai trương, phòng khám Mạnh Lâm xin được gửi tới quý khách hàng và bệnh nhân chương trình tuần lễ vàng, giảm giá các mặt hàng và miễn phí một số dịch vụ khám bệnh như test tiểu đường, kiểm tra huyết áp, tim mạch, vân vân. Phòng khám Quầy thuốc Mạnh Lâm chuyên khám, tư vấn và điều trị nội nhi, tai mũi họng, bán lẻ các loại thuốc tân dược. Với công nghệ kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ của phòng khám đều là những bậc lương y giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm khám chữa, luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người bệnh, quan tâm tới những thay đổi của người bệnh và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Phòng khám Quầy thuốc Mạnh Lâm hân hạnh sẽ mang đến cho toàn thể mọi người những dịch vụ tốt nhất, đúng với phương châm lương y như từ mẫu. Hotline 0936 408 363, 0987 890 804. Quay quảng cáo vui lòng liên hệ An Media, trung tâm truyền thông sự kiện quảng cáo, số điện thoại 0971 843 000 0359 112 318. An Media, chuyên nghiệp, đẳng cấp, luôn mang đến cho quý khách hàng sự tin tưởng và hài lòng nhất.